Iki là hệ thống trợ lý ảo do Zalo phát triển và được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2018, nhưng chỉ dành cho Android. Sau 2 năm phát triển, trợ lý ảo này đã có mặt trên iOS, KaiOS, ô tô và loa thông minh. Kiki có thể được coi là một trong những trợ lý ảo sử dụng công nghệ AI đầu tiên của Việt Nam và đã góp phần thay đổi cuộc sống của người Việt. Điểm mạnh nhất của Kiki nằm ở việc trợ lý ảo này có khả năng xử lý tiếng Việt tốt, hiểu thói quen và văn hóa giao tiếp bản địa. Khác với các trợ lý ngoại nhập xử lý giọng nói tiếng Việt có phần hạn chế, trợ lý Kiki không những có thể giao tiếp chuẩn tiếng Việt, thậm chí có thể nghe hiểu tốt giọng nói theo từng vùng miền và đặc trưng ngôn ngữ của từng địa phương. Để kích hoạt Kiki, người dùng chỉ cần nói Kiki ơi. Những câu lệnh cơ bản như đặt báo thức, phát nhạc theo album được Kiki phản hồi và thực hiện nhanh chóng. Từ cuối tháng 12 năm 2022, trợ lý giọng nói Việt Kiki đã có thêm 100.000 lượt cài đặt sử dụng trên xe ô tô, mức tăng trưởng 50%. Và chính thức cán mốc 300.000 lượt cài đặt sử dụng trong chưa đầy 3 tháng. Những con số trên cho thấy sự tăng trưởng ổn định của trợ lý tiếng Việt này. Hiện tại đã có hơn 20 hãng màn hình ô tô tích hợp mặc định trợ lý Kiki với nhu cầu về tiềm năng thị trường hiện nay. Con số này hứa hẹn sẽ không ngừng tăng lên, mở rộng cơ hội cho những người dùng sở hữu những tiện ích từ trí tuệ nhân tạo mang lại.